Hai anh em nghe, hôm nay laptop 123 lại tiếp tục về một cái lô Dell này các bạn. Dell series 3400 và series 3500 các bạn. Cái dòng nó sẽ ra đúng kịp lúc là chúng ta cần một cái máy để cho con em hoặc là các sinh viên là học online các bạn. Một cái máy cấu hình rất là ok, rất là mạnh và được đưa ra một cái giá rất là hợp túi tiền các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em trước cái dòng Dell series 3400 nha. Đối với dòng series 3400 á, thì nó sẽ có kích thước màn hình là 14 inch các bạn. Đối với dòng 3400 thì nó ra ba cấu hình i3, i5 và i7. Đó, trong cái mùa dịch này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái dòng i3 hoặc là i5, i7 là rất là phù hợp luôn. Đây mình sẽ khui ra cái dòng series 3400 để anh em chiêm ngưỡng nha. Đây, trước mắt các bạn là hai chiếc Dell 3400 i3, i5. Đó. Những cái dòng này là nó phù hợp lắm các bạn. Cấu hình là Gen 11 mà RAM 8GB, chúng ta có thể nâng maximum 32GB và nó vừa có SSD vừa có HDD luôn. Vừa có SSD vừa có khe gắn HDD nha. Đây, cái mã là 7023 5020 á, là i3 nè. Đó, rồi 7023 4073 là i5. Đó, hai cái dòng này thì đáp ứng nhu cầu về học sinh, sinh viên hoặc là dân văn phòng học online và làm online đều rất là tốt. i3 thì Gen 11 RAM 8 SSD 256. Còn i5 là cũng Gen 11 RAM 8 SSD 256, màn hình 14 inch Full HD các bạn. Đó, có Windows 10 bản quyền. Ok, mình sẽ bóc ra hai em này cho các bạn chiêm ngưỡng nha. Đó, hàng chính hãng FPT về nó còn nguyên siêu luôn các bạn. Đối với dòng series 3400 á, i3, i5 là hàng của FPT phân phối. Các bạn nhớ là FPT của Sydney phân phối nha, chứ không phải là FPT Shop các bạn. Cục sạc nó nhỏ xíu các bạn. Cái em này hiện tại đang rất hot quá. Mấy ngày nay là em này về cũng mấy ngày nay rồi, nhưng mà hiện tại là cái số lượng mà khách hàng mua những cái dòng sản phẩm này là nó tăng rất là đột biến các bạn. Các bạn biết là cái mùa dịch này, hiện tại là mùa dịch này hầu như chúng ta cũng phải mua để học online này kia các bạn. Thì nhu cầu của khách hàng mua rất là nhiều. Một ngày bên mình bán bình thường là bán trung bình một ngày 30 cái, thì nay có thể là bán lên tới 100 cái các bạn. Đây, i3, i5 và i7 là cái ngoại hình là giống nhau 100% luôn các bạn. i3, i5, i7 là ngoại hình giống nhau 100%, không khác gì hết. Đó, nhiều bạn thắc mắc là i3, i5 và i7 là nó có khác nhau gì không, thì nó y chóc một kiểu nha. Đó, đây là ngoại hình bên trong này các bạn. Cái dòng này là dòng series 3000, là dòng phổ thông các bạn. Các bạn lưu ý là dòng phổ thông, nó chỉ chuyên về cái cấu hình là chính, còn ngoại hình là nó không có các bạn. Tuy nhiên là nó cũng khá là ok, khá là bắt mắt các bạn, chứ không phải là nó xấu tệ đâu các bạn. Đó, đây là cái ngoại hình về ngoại hình của Dell series 3400 nha, Virtual 3400. Đối với series 3000 là hầu như là cái thiết kế là giống nhau 100% các bạn. Nó chỉ khác cái ruột bên trong thôi. Có những dòng 3400 i5 là nó có nhiều phiên bản đó các bạn. Có phiên bản là RAM 4GB cạc rời cũng có, hoặc là RAM 8 cạc rời cũng có, hoặc là RAM 8 512 cũng có các bạn. Riêng laptop i3 chỉ đánh về hai cái dòng phổ thông này nè các bạn. Đó là i3 cạc on và i5 cạc on, để các bạn có sự lựa chọn phù hợp các bạn, phù hợp về giới văn phòng hơn. Đó, ví dụ như các bạn học online hay là làm việc online mà với số tiền dưới 12 triệu là em này là phù hợp nhất. Hiện tại đang bán i3 có 11 triệu mấy thôi các bạn. Và i5 là có 14 triệu mấy thôi. Đó,
i5 thế hệ thứ 11, RAM 8 SSD 256, màn hình Full HD mà có 14 mấy là các bạn biết rồi đó. Quá là chất lượng luôn. Đó. i5. Đó, cân nặng em này nó cũng còn 1,4 kg các bạn, rất là nhẹ nhàng. Cái mặt này là tất cả là bằng nhựa hết các bạn. Nhựa xước nha, này xước xước. Nó cũng rất là hay, nhìn rất là đẹp nha. Đây là cái mặt sau này các bạn. Đây là mặt sau của đeo dòng đeo Vostro 3400. Làm rất là hay. Phía sau là cái khu phía sau này các bạn, phía sau này là cái khu tản nhiệt nè nghe. Đó. Khu tản nhiệt phía sau. Nó thiết kế cũng rất là đơn giản đó các bạn, tối thiểu luôn. Cũng cân nặng nó bằng 1,5 kg thì rất là mỏng nhẹ rồi. Đó, USB thì đầy đủ tất cả các cổng kết nối, đây cạc SD loại lớn, USB 2.0. Đó. Đây là cái khóa, ổ khóa. Đấy các bạn, và bên trái này đầy đủ hơn nè các bạn. Đây là hai cổng USB 3.0, tức là cái dòng series 3400 nó có tổng cộng là 3 cổng USB. Đó, rất là lợi các bạn. Chúng ta học hành online hoặc là văn phòng này kia cần nhiều cổng USB là chính xác luôn. Đó. Đây là có mạng LAN luôn các bạn, để các bạn kết nối internet một cách nhanh chóng hơn nè. Đây là HDMI nè, đó, đầy đủ tất cả các cổng này nó. Đây là đầu sạc nè. i3 và i5, i7 là tất cả các cổng kết nối giống nhau luôn các bạn. Hoàn toàn giống nhau nha. Đó. Hôm nay mình rảnh mình quay cho các bạn biết là hiện tại Dell là có series 3400 và series 3500. 3400 là màn hình 14 inch. Còn 3500 là màn hình 15 inch. Đó. Để các bạn biết có một cái sản phẩm rất là phù hợp với túi tiền của mình mà nhiều bạn là không có biết, hoặc là không biết cái tên các bạn. Không biết cái tên hoặc là không biết là Dell có những sản phẩm tốt như vậy các bạn. Đó là chúng ta mua là lan man không biết là hoặc là nhiều bạn hỏi những cái dòng đời trước như 3490 đời thế hệ thứ 10 này kia các bạn. Thì hiện tại là Dell đã ra thế hệ thứ 11 hết rồi nha. Chúng ta mua là chúng ta bây giờ chúng ta mua là model 2021 đời thế hệ 11, gen 11 đó. 14 inch là chỉ có 3400. Đó. Còn 15 inch là 3500. Tuy nhiên là series 3000 á thì nó sẽ không có mấy cái chức năng lặt vặt như là đèn bàn phím hay là bảo mật vân tay này kia các bạn. Đây là bên trong này các bạn, bên trong. Đó. Nó là đèn bằng nền là không có ha. Rồi bảo vân tay cũng có luôn. Đó. Thì nói chung là nếu mà chúng ta đã chọn series 3400 hoặc 3500 á, là mục đích là để có được một cái cấu hình khá là tốt, khá là mạnh với một cái giá là cực kỳ là tốt nhất. Không thể nào mà tốt hơn được các bạn. Nếu mà cái dòng series 3400 này mà nó đập lên cái con series 5000 á thì chắc chắn cái giá sẽ không bao giờ mà có 14 triệu mấy được mà phải là 17 triệu mấy. Đó, nó hơn nhau phải là tầm 3 triệu mấy đến 4 triệu. Đó. Nếu một cái cấu hình này mà trên series 5000 phải là 17 mấy các bạn, còn cái này chỉ có 14 mấy thôi. Đó, hơn nhau là 3 triệu mấy. Đó là có sự lựa chọn đó các bạn. Nếu các bạn chỉ thiên về cái cấu hình không thì 3400 là đều đáp ứng đầy được các bạn. Khi mà các bạn có đủ 15 triệu là các bạn đã có được một chiếc Dell i5 rồi. Thế hệ 11 luôn, RAM 8GB mà series dòng series 3400 là nó có thể gắn thêm RAM maximum 32GB luôn các bạn. Chạy cạc Irisa luôn nha. Và có khe để các bạn gắn thêm HDD hoặc là SSD 2.5 luôn. Đó. Cái đó là rất là quan tâm các bạn. Cái dòng series 3400 hoặc là 3500 là đúng là một cái sự kết hợp rất là tốt, thiên về cái cấu hình hơn là ngoại hình. Đó. Nếu các bạn mà có số tiền ít mà muốn cấu hình mạnh thì chỉ có chọn là Dell 3400 thôi. Đó là rất là phù hợp luôn.
Đó, cơ bản là nó vậy thôi các bạn. Cơ bản là ngoại hình và cấu hình của em series 3400 là nó chỉ được có vậy thôi. Để mà xem trực tiếp hơn á, trải nghiệm trực tiếp hơn á, thì các bạn cứ đến laptop 123 xem trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp. Hiện tại thì Dell 3400 và 3500 là có sẵn tại laptop 123 luôn. Giá thì bao nguyên Sài Gòn cho các bạn luôn các bạn. Còn cài đặt là tất cả các phần mềm miễn phí vĩnh viễn các bạn. Đối với hàng chính hãng hiện nay thì như Dell là nó sẽ được bảo hành tận nơi toàn quốc các bạn. Các bạn có thể gọi số tổng đài lên, các bạn nó dán trên máy tất cả những cái dòng sản phẩm Dell chính hãng là nó sẽ dán sản phẩm chính hãng trên đây. Các bạn có thể gọi 1800 rồi 545455 là nó sẽ tới nơi nó bảo hành miễn phí cho các bạn luôn. Đó, các bạn không cần phải đi đâu hết. Hàng chính hãng thì các bạn mua ở đâu cũng vậy các bạn. Khi mà chúng ta mua hàng laptop á, hoặc là hàng điện tử thì các bạn cứ đè hàng chính hãng ra các bạn mua thôi, nó sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn của hãng. Đó. Các bạn cứ yên tâm mua hàng chính hãng là chắc cú nhất. Ok rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều.